thực tại hiện tiền. Thầy Viên Minh đi vào kinh Bát Nhã. Trước khi đi vào kinh Bát Nhã, chúng ta sẽ thảo luận về những điểm liên quan. Ví dụ, thế giới là gì? Người ta thường tưởng rằng bên ngoài là thế giới, bên trong là tôi. Tôi và thế giới bên ngoài là hai thực tại khác biệt nhau. Không phải vậy. Thế giới là gồm tất cả cái gì đang hiện hữu bên trong chúng ta, với toàn thể cái hiện diện bên ngoài. Chữ Loka trong Pali là thế gian, nó mang toàn bộ nghĩa này. Bên trong cũng Loka, mà bên ngoài cũng Loka. Nội tại và ngoại tại chỉ là một. Nếu có ai chưa rõ thì tôi xin được hỏi, cái gì ở bên ngoài? Bên ngoài có phải bên ngoài toàn bộ cái tôi đây không? Không phải. Mình tạm nói thế giới toàn bộ cái tôi và bên ngoài. Nhưng trên thực tế, chẳng có gì là bên trong, chẳng có gì là bên ngoài cả. Tôi xin ví dụ. Khi tôi nói cái tai, rồi tôi đưa tai lên, thì cái tai bỗng trở thành đối tượng của mắt. Vậy nó là sắc, là thuộc lục trần. Mà lục trần thì nó đã trở thành bên ngoài mất rồi, phải không? Bây giờ mình ví dụ cái tâm chi. Tôi đang sân, tôi thấy cái sân. Vậy cái sân đã trở thành đối tượng của ý. Sân là pháp, đối tượng của ý cũng thuộc lục trần. Vậy thì sân bên trong đã chạy ra bên ngoài rồi. Vậy tâm cũng không phải bên trong. Thật ra chẳng có gì là trong, chẳng có gì là ngoài cả. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Tôi nói vậy không phải là lý luận, đây là sự thật. Sở dĩ tôi nói thế là phá bỏ cái biết quy định về sự phân biệt trong ngoài. Thế giới là gì? Thế giới là toàn bộ lục căn, lục trần và lục thức, tức là 18 giới. Căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tất cả 18 giới. Giới là lĩnh vực riêng biệt. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó vận động như thế nào mà phát sanh lắm chuyện như vậy. Pháp là một sự vận động liên tục, miên tục, luôn luôn mới lạ, nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng với một cái nhìn tinh tường mới thấy nó được. Không phải chỉ đơn giản như ta viết lên bảng. Khi mắt thấy sắc thì một cái biết của mắt phát sanh, đó là nhãn thức. Không máy móc như vậy. Còn mắt nó cứ chớp chớp liên tục. Có cái thấy nào của nó mà giống nhau đâu, phải không? Không phải pháp. Khi mà đó đã nhậm trì tự tánh rồi, là nó cứ đứng yên một chỗ đâu. Nó luôn luôn uyển chuyển, biến đổi và sinh động thế đấy. Trong kinh Bát Nhã có đoạn: vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nại chí vô ý thức giới, chính là 18 giới. Là cái chỗ mà chúng ta đang xét sự vận động của nó đây. Trong các bộ kinh chính thống của cả Nguyên Thủy, Tiểu Thừa và Đại Thừa đều chỉ nói 6 thức. Mãi đến 900 năm sau Đức Phật Niết Bàn, Luận Sư Thế Thân mới đề cập đến Mạt Na thức và A Lại Gia thức trong môn Duy Thức Luận của Ngài. Ở đây tôi xin nói thêm một tí rằng, sở dĩ truyền thống Abhidhamma Nguyên Thủy không nói đến hai thức này, vì không xem đó là những tâm riêng, mà chỉ là những giai đoạn đóng vai trò tác dụng trong tiến trình của một tâm mà thôi. Khi một tâm sinh khởi, luôn luôn sinh khởi theo một tiến trình. Trong tiến trình của tâm đó lại có nhiều yếu tố duyên khởi mang một tác dụng khác nhau. Mạt Na không phải là một tâm thức, mà nó là một phần của Chavana trong tiến trình tâm. Chavana là tâm động lực. Còn A Lại Gia cũng không phải là một tâm thức, mà chỉ là vai trò Tada Lampana,
và pha quanh ga ở cuối tiến trình tâm mà thôi. Tara Lampana là tâm mót và pha quanh ga là tâm hộ kiếp, còn gọi là hộ Phật. Điều này tôi sẽ xin trình bày kỹ trong buổi hội thảo sau. Ở đây tôi chỉ xin lưu ý một điểm là khi xem mạt na như một tâm, người ta dễ làm nó như một thành phần có sẵn, trong khi Javana có thể khởi, có thể không khởi tùy duyên, tùy mỗi người. Alaya cũng vậy. Khi xem đó là một tâm mà lại căn bản tâm nữa, người ta dễ làm với một bản thể luận thường kiến. Và mặc dù luận sư đã cố tránh, người sao vẫn chấp lấy nó như là bản tâm, một ý niệm khác về đại ngã hay linh hồn này bất biến. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý để khỏi rơi vào ngoại đạo tà kiến. Trong kinh Lăng Nghiêm, khi có người hỏi làm thế nào để thoát ra khỏi những điều trói buộc, Đức Phật bảo lấy cái khăn gút sau gút, rồi dạy ngài A Nan: làm sao người ta có thể gỡ ra được sáu cái gút này? Ngài A Nan đáp: bạch Đức Thế Tôn, mình gút như thế nào thì mình tùng được gỡ ra như vậy thôi. Sáu cái gút ấy chính là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, cột với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, bằng sự trung gian của nhãn thức, ý thức. Nói là 18 nhưng thật ra chỉ có 6. 6 cái này mà khi cột lại thì nó tùm lum hết trơn, phải không? Cho nên người ta nói là nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động thị vân giả. Nếu mà lục căn mà bị vọng động, bị loạn lên một cái thì liền lập tức thế giới thân tâm cảnh bị mây phu mình ái dục che phủ hết trơn. Còn nếu mặt trời tuệ mà sáng suốt chiếu soi thì chơn giác vô công, căn trần hạ tội. Cái mà mình gọi là giác ngộ thì nó chẳng có công lao gì hết, và cái căn lục trần, nó chẳng có tội lệ gì. Mặt tiếp xúc với sắc có tội gì đâu? Mặt tiếp xúc với sắc sở dĩ gọi rằng tội là vì do mình vọng khởi tùng lum mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét sự vọng động của thế giới ấy. Mình tạm coi thế giới ấy có bên trong và bên ngoài. Con người mình đây là bên trong và xung quanh là bên ngoài. Tạm gọi là thế giới thân tâm cảnh đi cho dễ nói. Sự vận động của 18 giới. Khi mắt tiếp xúc với sắc, xúc ấy chỉ thành hình khi có sự cộng tác của nhãn thức. Vậy khi nói mắt tiếp xúc với sắc, xin quý vị hiểu cho là nói toàn bộ sự vận hành tập khởi trên. Sự vận động ấy cuối cùng ghi lại một hình ảnh về sắc, hình ảnh đó gọi là pháp. Cũng vậy, hình ảnh ghi lại về thanh, hương, vị, xúc, vật thể sờ được bằng cảm giác của thân, khác với chữ xúc vừa nói trên, đều gọi là pháp. Chữ pháp dùng đây chỉ giới hạn trong nghĩa tiền trần lạc tạ ảnh tử, tức là hình ảnh rơi rớt lại của sắc, thanh, hương, vị, xúc. Có một điều đáng lẽ chưa nói ở đây, nhưng tôi cũng xin mở ngoặc một chút để quý vị có một khái niệm thôi, rằng thực ra pháp không phải chỉ là tiền trần lạc tạ ảnh tử như duy thức liệt vào sắc pháp. Đối tượng của ý cũng không phải chỉ là pháp. Theo Abhidhamma Nguyên Thủy, đối tượng của ý gồm có tiền trần, sắc thanh hương vị địa hỏa phong, sắc thuộc, pháp, tịnh sắc căn, mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thu, tế sắc, và tiền trần lạc tạ ảnh tử, tâm, tâm sở niết bàn khái niệm là pháp. Sự trình bày này rất vi tế, nếu có một dịp khác chúng ta sẽ nói rõ hơn. Bây giờ xin quý vị đừng quan tâm. Đến đây vấn đề bắt đầu quan trọng, bắt đầu sự vận động của toàn diện con người mình đây.
khi mắt thấy sắc và ta thu nhận hình ảnh của sắc đó, thì việc gì xảy ra? Rồi kế tiếp đó là gì? Có phải cảm thọ không? Có người hỏi. À đúng, đó chính là cảm thọ. Cảm thọ này có ba loại là khổ, lạc và xả. Khi mắt tiếp xúc sắc, xúc ấy tạo cho ta một cảm giác khó chịu, ấy là khổ thọ. Nếu xúc ấy làm cho ta dễ chịu thì lạc thọ. Nếu cảm giác là bình thường, không khó chịu, không dễ chịu, tức không khổ, không lạc, ta gọi là xả thọ. Có phải đúng vậy không? Đấy là sự thật. Sự kiện đang diễn ra chứ không phải là do lý luận mà có, không phải do ai đó lập ra bằng quan niệm của lý trí, mà sự thật ấy diễn ra trong mọi chúng ta, và ai cũng có thể cảm nhận được, thấy được. Tôi xin lặp lại. Khi mắt thấy sắc, khó chịu là khổ thọ, dễ chịu là lạc thọ, bình thường là xả thọ. Có ai phản đối sự vận hành đó không? Có ai phản đối sự kiện đó không? Có người. Đồng ý là sự thật ấy ai cũng có thể thấy ngay nơi chính mình, nhưng xin thưa, cũng là thấy sắc, nhưng có người khi thấy sắc ấy lại khổ, có người khi thấy sắc ấy lại lạc. Cũng là sự thật, nhưng sự thật làm người này vui mà người kia lại khổ. Vậy đâu là sự thật? Cái nào là thật? Câu hỏi đó hay lắm. Đó chính là điều mà tôi đang định nói tới. Toàn bộ sự vận hành này của sáu căn, sáu trần và sáu thức, đến khổ thọ, lạc thọ hoặc xả thọ phát sanh, hoàn toàn tự nhiên thụ động. Hoàn toàn thụ động nên gọi là vô nhân. Vô nhân là vì nó không tạo tác, không gây ra nhân, nó chỉ là kết quả thụ động. Căn, trần, thức, khổ, lạc, xả, vô nhân dị thuộc, không tạo nghiệp. Thí dụ, khi bật đèn 100W lên thì người ta đau mắt thấy khó chịu là khổ, người mắt bình thường thấy dễ chịu là lạc. Vậy độ sáng của ngọn đèn là sự kiện khách quan trần cảnh, còn con mắt căn và cái thấy thức thì chủ quan, nên dĩ nhiên mỗi người nhìn một khác. Yếu tố đau mắt hay không đau mắt là kết quả của cái thân do nhân quá khứ. Nhân quá khứ có thể tội hay phước, nhưng hiện tại chỉ là quả, không có tội gì cả. Người khó chịu hay người dễ chịu không có sai gì cả, cả hai đều thọ nhận đúng nhân quả của họ. Trở lại vấn đề, khi mắt thấy sắc thì bao nhiêu thức khởi lên, có ai biết không? Dạ hình như có thân thức. Anh nói đúng, nhưng không phải hình như, mà là có thân thức hợp tác vào thật sự. Thế anh có nghĩ là có ý thức nữa không? Dạ hình như có. Khi con nghe một bản nhạc hay hay, con thấy màu xanh, đó có phải ý thức chen vào không? Anh lại nói hình như, tức là anh chưa quan sát kỹ. Đúng là có ý thức cộng tác vào nữa. Trường hợp anh thấy màu xanh đó là một tiến trình riêng của ý thức rồi. Nó là tưởng tượng hay liên tưởng rồi. Vậy thì khi mắt thấy sắc, không phải chỉ có nhãn thức khởi lên, mà còn có cả thân thức và ý thức cùng khởi lên. Mắt thấy sắc gồm nhãn thức, thân thức, ý thức. Cũng vậy, tai nghe tiếng gồm nhĩ thức, thân thức, ý thức. Mũi ngửi hương gồm tỷ thức, thân thức, ý thức. Lưỡi nếm vị gồm thiệt thức, thân thức, ý thức. Riêng thân và xúc chỉ có thân thức và ý thức. Chúng ta phải quan sát cho kỹ mới thấy rõ sự vận hành của nó. Khi mắt thấy sắc thì chỉ có xả thọ thôi. Cái thấy chỉ có thọ xả, còn thân thức mới có khổ hay lạc. Xin lưu ý điều đó. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hoàn toàn không thọ khổ lạc, chỉ thọ xả. Còn thân xúc mới thọ khổ hay lạc.
Như vậy, khi mắt thấy sắc, do đèn chói thì thấy khó chịu. Cái thấy của mắt không khó chịu mà xúc giác của con mắt khó chịu. Xúc giác của con mắt thuộc về thân. Khi nghe âm thanh khó chịu, thì cái nghe không khó chịu mà xúc giác của lỗ tai thuộc về thân khó chịu. Cũng vậy là mũi và lưỡi. Tôi nói thêm điều này một chút. Khi ta ăn vô một miếng ớt mà cay, nhưng mà cảm nhận khó chịu là chức năng của thân thức nơi lưỡi. Chúng ta phải chiêm nghiệm rõ để thấy pháp vận hành, bằng không sẽ rất lầm lẫn. Ví dụ, có người nghĩ rằng, chà, tôi ăn cải ni nó cay rỉ, có lẽ là do cái tâm của tôi, vậy tôi phải bỏ cái tâm cay này đi. Cay là cái chuyện của thiệt thức, và cảm giác khó chịu là chuyện của thân thức, chứ tâm đâu có cay mà bỏ tâm cay. Cay chỉ mới là vị giác và của xúc giác. Và mặc dù có ý thức nhưng vẫn còn tự nhiên thụ động, phu nhân, chứ chưa phải là tạo tác của tâm. Vậy đâu có tâm gì cần phải bỏ, trừ phi biết cay sinh tâm bực tức. Vậy cần phải thấy sự vận hành đó cho đúng đắn kẻo lầm. Còn trong ý thì có khổ lạc không? Ở nơi ý xin quý vị phải lưu tâm. Cái khổ của ý gọi là u, cái lạc của ý gọi là hỷ. Nhưng điều này chúng ta sẽ nói sau. Trở lại sự vận hành. Khi mắt thấy sắc, đèn chói khó chịu, mắt đau khổ thọ. Khổ thọ không ở nơi nhận thức, nơi cái biết của mắt, mà chính là thân thức nơi con mắt khổ. Khi khổ thọ chỉ có thân thức là khổ, chứ không có ai khổ cả. Thường thường chúng ta hay đồng hóa nó với cái tôi, như là cái khổ toàn diện khi nói tôi khổ, thì khổ là thực, còn tôi chỉ là ảo tưởng mà thôi. Khổ, phi hữu ái, khổ khổ. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút nữa. Khi cảm giác khổ phát sanh, chúng ta thường có phản ứng như thế nào? Khi khổ phát sanh, thường bản ngã có ý chống lại cái khổ, nghĩa là muốn lẩn tránh hay loại trừ cái khổ. Theo danh từ nhà Phật, thì ước muốn loại trừ ấy gọi là phi hữu ái. Muốn hủy diệt cái khổ hay không, muốn khổ tồn tại, cho nên phi hữu ái thuộc về đoạn kiến. Khổ phát sanh, ước muốn loại trừ, phi hữu ái. Chúng ta thử xem xét, phân tích lại thử coi, cách tu hành của chúng ta có đúng không? Chúng ta đang khổ, muốn tu hành cho hết khổ, coi chừng rơi vào phi hữu ái. Phải không? Tôi đang ở trong cõi trần gian đau khổ, cho nên tôi muốn tu mau để lên cõi thiên đàng cực lạc. Ở đó sẽ không còn khổ nữa. Vậy là rơi vào phi hữu ái có đúng không? Và khi mà rơi vào phi hữu ái thì sao? Phi hữu ái xen vào cái khổ, thì cái khổ sẽ chồng lên cái khổ, nên gọi là khổ khổ, đúng không? Tôi sẽ ví dụ. Trời đang nóng, thấy nóng khó chịu quá, tôi bực bội, tôi quay quắt, rồi than: trời ơi, sao trời nóng được khổ thế này? Như vậy là sao? Như vậy là mũi tên khổ mới bám dính ở nơi thân đã ghim vào tâm rồi. Vậy là khổ chồng chất lên khổ. Tôi đang đợi một người nào đó mà chưa thấy đến. Tôi nóng nảy bồn chồn: sao chưa tới kìa, sao chưa tới kìa? Vậy có phải là khổ cái tâm lý gia tăng và chồng chất lên không? Vậy khi có khổ, nếu ta muốn khẩn trương loại trừ nó, thì cảm giác khổ tâm lý càng gia tăng lên, nghĩa là đem phi hữu ái mà chồng lên khổ, thì thành ra khổ khổ. Khổ thọ sinh lý cộng với phi hữu ái thành khổ khổ tâm lý. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ cho kỹ xem, cái khổ đó có thực không? Dạ thưa thầy, không có thực. À đúng như vậy, cái khổ đó không có thực. Nhưng xin thưa, không thực nhưng mà thực, bởi nó di hại lên chính cái thân này. Khi mình bực bội tức giận
Dẫu là ảo nhưng mà tim mình lại đập loạn lên, thần kinh căng thẳng. Như vậy thì có khổ thật, nhưng khổ thật này lại do cái khổ ảo chắc tạo ra. Ví dụ, tôi đang đứng như thế này, đang ngắm nhìn về phía trước, bất thình lình có người đánh sau vai. Nhìn lại thì thấy cái anh chàng hôm qua mới đánh lộn với mình. Tôi còn thù nó vì nó mới đánh tôi gãy mấy cái răng còn đau. Quý vị nghĩ sao về cái đập sau vai đó? Cái đập đó thật là rất đau, rất khổ, rất tức, rất bực, rất hận, có đúng không? Nhưng nếu nhìn lại, thấy một người rất thân mà lâu ngày chưa gặp lại, thì cái đánh đó lại cảm nghe rất nhẹ nhàng, êm ái, mà cũng rất là thân thương. Vậy thì cảm giác đó, cái cảm giác mà nếu mình tính được trọng lượng giả sử 500 gram cho cú đánh đó đi, thì với người thù của mình rất khổ, nó không phải là 500 gram, mà lại là 1.000 gram. Như với người thân thương, thì chẳng những cú đánh không đau đớn gì, đã không khổ mà nó biến ra vui ra lạc nữa. Vậy trong đó con số 500 gram đo được là thực, còn 500 gram thêm vào là ảo giác. Hoặc cảm giác khổ đó giảm xuống số 0, rồi lại biến hóa qua lạc, thì cũng toàn là ảo giác do tâm lý tạo ra cả. Tuy vậy ảo giác đó lại xem ra thực đối với chúng ta, đến nỗi nó sẽ in dấu thành cảm thọ thực trên thân. Cho nên nếu mình thực sự nhìn thẳng vào cái khổ đó thì cần gì tu cho thoát khổ, có đúng không? Tại sao phải tu cho thoát khổ làm chi? Ta cứ việc nhìn rõ, nhìn thẳng vào cái khổ thì ta liền thấy cái khổ đó chỉ là ảo giác, không có thực. Tại ta không chịu nhìn thẳng, không biết nhìn thẳng cho rõ ràng. Đấy là chuyện khổ. Còn chuyện ý muốn diệt khổ, ý muốn diệt khổ có đúng sự thật không? Xin thưa, ý muốn đó cũng là một ảo tưởng, một vọng niệm. Ví dụ câu chuyện đời người hồi nãy, mình đợi hoài sinh ra nóng nảy bực bội, nhưng người kia có thể có trường hợp khách quan xảy ra là xe bị nổ lốp, bị kẹt đường, nên đến trễ mất 5 phút. Thật ra nếu đợi 5 phút mà tâm mình bình thản thì có sao đâu. Nhưng ở đây, do tâm đợi chờ bực bội nên 5 phút đã biến thành 50 phút, phải không? Có người thấy thành phố ồn ào bụi bặm, mệt mỏi chán nản quá, muốn đóng cửa một ngày. Một ngày nằm nghỉ yên tĩnh trong phòng, quý vị thấy khỏe ru, an lạc vô cùng. Nhưng nếu quý vị bị công an bắt bỏ bót một ngày, thì quý vị sẽ thấy sôi sùng sục, tù túng không chịu nổi. Tại sao vậy? Cũng một ngày chứ mấy. Cũng như nhau, mà sau một bên thì khỏe khoắn lạ lùng, và một bên như lửa đốt gan ruột. Đó là thật hay giả? Vậy thì phi hữu ái là một ảo tưởng vọng niệm. Còn cái cảm giác do ảo tưởng này chồng chất lên trên cái khổ đó là thực hay giả? Nó cũng giả, nó là ảo giác. Vậy chuyện tức cười của chúng ta là khởi lên một ảo tưởng để rơi vào một ảo giác, rồi lại khởi lên ảo tưởng toan trốn chạy cái ảo giác đó. Người đời những kẻ túy sinh mộng tử đã đành như thế, nhưng tiếc thay nhiều người tu hành cũng chẳng hơn chi, phải không? Họ tu để trốn chạy cái khổ trong một số ảo tưởng của họ. Tu như vậy sai 100%, có đúng không? Cảm giác là khổ, muốn lánh khổ là ảo tưởng. Thành ra khổ hơn là ảo giác. Lạc hữu ái hoại khổ. Chúng ta vừa nói đến khổ, bây giờ chúng ta đề cập đến lạc. Khi có cảm giác lạc thì ta thường muốn giữ cái lạc đó lại. Giữ cái lạc đó lại là rơi vào hữu ái, lòng ham muốn cái lạc tại mại. Cho nên hữu ái thuộc về thường kiến. Ví dụ, khi quý vị hành thiền đắc được hỷ lạc, thấy người thoải mái thích thú, và rồi ngày nào cũng muốn lặp lại trạng thái đó,
vậy là hữu ái, có đúng không? Không đúng xin quý vị cứ cãi đừng chấp nhận một cách bừa bãi, hoặc chấp nhận mà không suy xét thẩm tra, cứ việc nói thẳng ra dùng cho. Khi quý vị có một cảm giác lạc phát sanh, quý vị liền khởi lên ý muốn giữ cho cái lạc đó tồn tại, giống như có cái đẹp, muốn giữ cái đẹp đó lại. Chuyện gì xảy ra? Tôi xin có thí dụ. Có một cô gái đẹp thi được giải khoa học, thế nên ngày nào cô cũng soi kiến. Hôm nọ thấy một cái vết mụn trên mặt, cô thấy khổ sở vô cùng. Hoặc thấy xuống một cân, hoặc tăng lên một cân là cô đau khổ không chịu nổi. Trái lại, một cô gái khác buôn gánh bán bưng ở chợ, mọc một lần hai ba cái mụn mà cô ta chẳng thấy khổ sở chi hết. Lại nữa, vì lo cha mẹ và các em nên cô ta quần quật lam lũ nắng mưa, không nề hà gian khổ, nên có suốt mấy cân cô ta cũng chẳng thấy khổ chi cả. Trái lại còn thấy niềm vui trong lòng vì đã lo cho mẹ và em. Tại sao vậy? Tại vì cô ta có giữ cái gì cho mình đâu. Còn cô hoa hậu vì cố giữ cái đẹp nên khổ, do đó cố giữ cái lạc cho tồn tại là khổ. Nhưng ngay khi cái lạc đang tồn tại mà nơm nớp lo sợ nó mất đi cũng khổ. Có anh chàng nọ cưới một cô gái cực đẹp, đẹp tuyệt trần, quý vị biết sao không? Anh ta khổ sở quá chứ. Anh ta khổ hơn người lấy vợ nhan sắc bình thường, chỉ vì anh ta sợ ngày sợ đêm. Hễ cô vợ đi đâu vắng mặt một chút là anh ta như lửa đốt. Cô vợ nói chuyện với ai là anh ta ghe ngựa ghen xui vân vân. Như vậy, cái lạc đã có cũng khổ vì sợ lạc bị mất. Người tu thiền định hôm kia đắc được hỷ lạc, hôm nay cứ ngồi để mong lặp lại và kéo dài thời gian hỷ lạc ấy, vì thích thú quá mà. Tức là rơi vào hữu ái, là cái khổ mong cho lạc tồn tại. Người tu ấy chắc chắn là thu xa người đang khổ mà an nhẫn, trầm tĩnh và thấy rõ cái khổ ấy một cách trọn vẹn, có phải không? Một người chạy trốn cái khổ vào sâu trong rừng để cố gắng thiền định, đắc được hỷ lạc, rồi cố giữ hỷ lạc ấy, thì còn thu xa cô gái buông thúng bắn bưng, an nhiên tham nhẫn để nuôi mẹ giúp em. Tu như vậy thì có chạy 10 kiếp cũng không kịp người kia, chẳng phải thế sao? Pháp vốn tự nhiên, đến đi tự tại. Người giác ngộ được pháp tánh đó và sống trọn vẹn với pháp tánh đó gọi là Như Lai, là thiện thể. Ngược lại, muốn kéo dài lạc là khổ, sợ mất đi là khổ. Thế còn nếu lạc tồn tại quá lâu thì sao? Xin hỏi quý vị. Thưa, chán ngắt, chán ngắt. À, mọi người trả lời đúng. Tồn tại quá lâu thì sinh ra chán ngắt không chịu nổi, và nó trở nên cái khổ cho nên lạc kéo dài quá lâu, khổ. Thế mà có biết bao người tu hành chỉ mong muốn được thường tồn cực lạc, đại ngã mỹ tịnh chi chi đó cũng chỉ là hữu ái mà thôi. Ví như có người ở thôn quê mãi ăn cơm độn khoai độn sắn, hôm nọ lên thành phố người ta đãi cho anh ta một tô phở ngon quá, anh ta khen: ồ, tô phở thật là thiên đàng. Nghe khen người ta đãi cho anh ta một tô nữa, một tô nữa, một tô nữa, cho đến 10 ngày như vậy. Đến lúc đó anh ta đâm sợ hãi đòi về cho bằng được. Vì sao vậy? Vì tô phở thiên đàng đã biến thành tô phở địa ngục. Vậy khi hữu ái chồng lên cái lạc, nó sẽ biến lạc thọ thành hoại khổ. Lạc thọ sinh lý cộng hữu ái thành hoại khổ tâm lý. Xả dục ái hành khổ. Chúng ta đã nói đến khổ và lạc, nay chúng ta thử xem xét về cảm giác xả. Không cảm thọ lạc, cũng không cảm thọ khổ, một cảm giác bình thường, không khổ không lạc, mà quý vị đã biết là xả thọ. Cái xả thọ đó có khổ không? Thưa không, anh trả lời đúng.
Nhưng trên thực tế ít ai chịu được cảm giác xả quá bình thường, quá trầm lặng, quá yếu ớt đó. Xả không phải là khổ, nhưng người ta thường xem nó là khổ và thích đi tìm cảm giác mạnh. Ví dụ, đang đi tới đi lui với cảm giác bình lặng như thế này một hồi, rồi bỗng khởi lên ý nghĩ: chà, chán quá, bây giờ mà mình đi coi cine thì thú biết mấy. Phải không? Nghĩa là mình không thích yên, xả, ưa khởi tâm đi tìm cái thú, cái vui, cái lạ, chén rượu, cuộc cờ, tán gẫu với một người bạn, vân vân, để mà giết thì giờ, để mà lắp cho đầy cái trống trại, để mà chạy trốn cái cảm giác bình thường, phải không? Do đó lúc ta ở trong trạng thái bình thường thì chẳng bao lâu ta liền cho cái bình thường kia là khổ. Đúng thế không? Ta không chịu nổi trạng thái bình thường vì nó dễ trở nên nhàm chán, buồn nản. Ta có khuynh hướng đồng hóa xả với khổ, để rồi lại đi tìm cái lạ. Có anh chàng nọ đi qua chùa Huyền Không. Hồi đó chùa còn ở đèo Hải Vân, Lăng Cô. Thấy cả chùa sao mà thiện quá, các vị sư ở đây sao mà thanh thoát quá, hiền hòa quá. Đèn về nhà xin phép cha mẹ cho đi tục. Đến xin tôi đồng ý. Nhưng anh ta tới ở đâu được 3-4 ngày chi đó rồi anh ta than: trời ơi, sao mà buồn quá, chán quá. Rồi anh ta xin về. Đúng thôi, chính cái êm đềm đó, cái bình thường đó, người ta thường không chịu nổi. Vì không chịu nổi cái trạng thái bình thường của xả thọ, tâm chúng ta cứ khởi lên hoài, cứ cố tìm bắt một cảm giác khác, một trạng thái khác không chịu yên. Chúng ta vì không giữ được tâm trong trạng thái bình thường nên mới khởi lên một cái tâm để tu để đắc, khởi lên một cái tâm để tìm cái lạc thú, niềm vui, mơ tưởng, ước vọng, vân vân. Đây chính là cái lăng xăng tạo tác, chính là hành. Hành này bị điều động bởi dục ái. Dục ái gồm có 3 loại. Trong đối tượng hiện tại, dục ái nắm bắt sắc, thanh, hương, vị, xúc. Trong đối tượng quá khứ, dục ái nắm bắt hình ảnh pháp trần, kỷ niệm bằng hồi tưởng. Trong đối tượng tương lai, dục ái nắm bắt hình ảnh ước mơ bằng tưởng tượng. Vậy cái khổ ở đây vi tế hơn, cái khổ chính là sự lan sang tạo tác hành của dục ái, nên gọi là hành khổ. Xả thọ sinh lý và dục ái thành hành khổ tâm lý. Để minh họa, tôi xin kể một câu chuyện. Có một anh chàng khi không rủ bạn đi buôn, anh bạn hỏi: đi buôn để làm gì? Để có tiền. Có tiền để làm gì? Để sắm nhà, sắm xe, có vợ đẹp, còn xin ăn ngon mặc đẹp, nghĩa là để có hạnh phúc chứ gì nữa. À, nếu vậy thì anh cứ đi đi, tôi không đi đâu, vì mặc dù tôi không có những thứ đó, nhưng tôi đang hạnh phúc kia mà. Hạnh phúc, người ta thường đòi hỏi là phải cần có điều kiện gì đó, chứ ít ai hiểu rằng đôi khi chẳng cần có gì cả mà vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc là cái mà khi ta cần nắm bắt lại không được, nhưng khi ta không cần nó nữa thì nó lại đến ngay lập tức. Ông kia phải đi kiếm tìm tạo tác lan xăng là ông cần ăn ngon mặc đẹp, còn ông này thì đâu có cần thế, vì ông ta ăn gạo lứt muối mè mà. Nhưng biết đâu chính người ăn gạo lứt muối mè lại đang đợt hạnh phúc, còn ông kia điều kiện là phải ăn ngon mới hạnh phúc, nên ông ta phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi sót con mắt để kiếm tiền, phải không? Hạnh phúc mà có điều kiện thì khổ hơn cái khổ vô điều kiện, phải không? Cho nên không chịu nổi trạng thái bình thường thọ xả nên phải lăng xăng tạo tác. Cái khổ của lăng xăng tạo tác chính là hành khổ vậy. Tóm lại, càng nôn nóng diệt khổ, càng sinh thêm khổ khổ do phi hữu ái hay sân đem lại. Càng cố gắng duy trì lạc, càng sinh thêm hoại khổ do hữu ái hay tham đem đến.
càng lăng xăng tạo tác, càng sinh thêm hành khổ do dục ái hay si xúi dục. Nhưng tất cả những cái gọi là phi hữu ái sân, hữu ái tham, dục ái si, bị điều động bởi một cái chung, đó là vô minh. Hẳn quý vị đã thấy rõ tất cả khổ đó là do vô minh và ái dục cả, phải không? Kinh Lăng Nghiêm nói: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tức là lấy cái thấy biết mà chồng chất lên cái thấy biết, hoặc nắm giữ thiết lập cái thấy biết đấy là gốc của vô minh. Đúng quá phải không? Đang khổ đúng ra khi đó chỉ việc thấy cái khổ thôi thì đâu có vấn đề gì, nhưng mình lại khởi lên cái tâm muốn diệt khổ, đó chính là vô minh, là tri kiến lập tri rồi. Cũng vậy, khi khởi lên dục ái, hữu ái, phi hữu ái là ta đã bị vô minh điều động. Coi chừng sự tu hành của chúng ta có bị rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái không? Chúng ta phải nhìn ra sự thật đó, nếu không luống công vô ích. Ví dụ có người đang tinh tấn hết sức mình để tham một công án, muốn rằng đạt được tự tánh vì nghe nói kiến tánh thành Phật. Nhưng kiến tánh thành Phật là một chuyện hoàn toàn khác. Còn anh ta thì đem hết tâm tư để tham công án vì một vọng cầu. Vậy anh ta chỉ hoặc là bị chi phối bởi ái, hữu ái và phi hữu ái, hoặc cả ba mà anh ta không thấy. Vì sao? Vì anh ta đang chán thực tại nên nôn nóng muốn đạt sở cầu tự tánh, vậy là phi hữu ái rồi. Anh ta tham lam muốn sao đạt cho được tự tánh đó, tức là hữu ái và dục ái. Vì bây giờ anh ta đang khởi tâm lên để nắm bắt, để sở hữu, để ngã hóa cái gọi là tự tánh ấy. Cũng vậy, chúng ta lên trên núi thật cao để thiền định, để luyện chú chi chi đó, để làm gì vậy? Để chỉ rơi vào quỹ đạo của dục ái, phi hữu ái hoặc hữu ái, hoặc cả ba. Vì vậy chúng ta đạt được khổ khổ, hoại khổ và hành khổ mà thôi, chứ không thể nào đạt được giác ngộ giải thoát. Mà dục ái, hữu ái và phi hữu ái là ảo tưởng, nên đó gọi là phi pháp. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ là ảo giác, nên nó cũng là phi pháp, thế gian pháp.